Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con lớn 165.000 đồng, 25 con lớn 125.000 đồng, 25 con nhỏ 120.000 đồng, 30 con 106.000 đồng, 40 con 94.000 đồng, 50 con 86.000 đồng, 60 con 84.000 đồng, 70 con 82.000 đồng, 80 con 80.000 đồng, 100 con 76.000 đồng. Giá thu mua tôm sú và tôm thẻ oxy ưu tiên ao bạc ở tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng như sau: giá tôm sú oxy 20 con 200.000 đồng, 30 con 150.000 đồng, 40 con 110.000 đồng, 50 con 90.000 đồng, 60 con 80.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy như sau: 20 con 165.000 đồng, 25 con 125.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy luộc màu như sau: 50 con 95.000 đồng, 60 con 90.000 đồng, 70 con 85.000 đồng. Giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ oxy ưu tiên khu vực Bạc Liêu như sau: 25 con lớn 127.000 đồng, 25 con nhỏ 122.000 đồng, 30 con 108.000 đồng, 40 con 95.000 đồng, 50 con 88.000 đồng, 60 con 85.000 đồng, 70 con 83.000 đồng. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 50 con 95.000 đồng, 60 con 93.000 đồng, 70 con 88.000 đồng, 100 con 85.000 đồng. Liên hệ 0793652820 gặp thân.